Nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy thích bánh này thì mình có thể vào bếp và làm flan hấp. Đây là một loại bánh mà con nít cũng thích và người lớn cũng thích, và con nít ăn thì rất là bổ. Và sữa nè, trứng, bơ, đường và đường vani. Đây là cái khuôn. Thì mình có khuôn nào thì mình sẽ sử dụng khuôn đó. Mình khuyên sử dụng cái khuôn này là đường kính ở trên là 20 cm, còn ở phía dưới là 16. Trước tiên mình sẽ làm caramel. Mình khuyên cho một cái nồi hoặc là một cái chảo gì đó nó có cái cán dài để mình dễ tiện cầm, và cho vào đây 1/3 cắp đường, nó khoảng 60 đến 70 g đường, nước khoảng 15 ml. Mình sẽ bật bếp. Ban đầu mình sẽ để lửa lớn nè, không có dùng muỗng hay là bất cứ cái gì đảo hết, mình chỉ đảo như thế này thôi. Khi mà mình thấy nó sôi nhiều lên rồi và đường nó đã thấm nước hết như thế này, mình lắc cho nó thấm hết nước, nó tan ra nè. Rồi mình để xuống, mình sẽ hạ lửa xuống trung bình, bởi vì nếu mình để nhanh quá có khả năng nó cháy mà màu nó lại lên không đẹp. Cho cái bếp chính số của mình khuyên thì để số 5. Bôi bơ nè vào bên trên của cái thành khuôn, nó làm cho không có nổi cái bọt bong bóng lên. Mình làm như thế này thì mình dễ lấy bánh ra khỏi khuôn. Lúc mình úp xuống đó, mình lấy bánh ra nó dễ. Và tiếp tục chờ cho nước màu nó tan nha. Mình khuyên có một công thức rất là dễ nhớ, đó là 6 cái trứng, 60 g đường để làm màu caramel và 60 g đường để mà mình làm bánh. Một gói vani, một chút xíu muối và 600 ml sữa. Bây giờ đường nó gần đạt rồi nè, nó vẫn đang chảy ra ở đây. Mình tiếp tục nha. Và mình mất cũng khoảng 5 đến 6 phút thì cái màu đường này nó mới xong à. Do đó mình kiên nhẫn đợi hơi lâu. Và thỉnh thoảng thì lắc cái nồi như thế này cho đường nó đều. Bây giờ thì hơi vàng rồi. Lưu ý là đừng có nóng lòng mình nâng lửa. Nâng lửa thì nó dễ cháy lắm. Cứ từ từ nha. Màu như thế này là mình có thể tắt lửa. Tiếp tục cầm cái cán chảo như thế này, mình xoay. Đây nó gần đạt rồi ạ. Đây là những cái bong bóng to nó nổi lên rồi đó. Đến khi những cái bong bóng to nổi lên như mình khuyên vừa làm xong nè, đổ vào trong khuôn. Nhanh tay, thật là nhanh tay. Mình đổ vào trong khuôn và láng đều cái đáy khuôn nha. Chỉ cần ở dưới đáy thôi, mình không có láng phía trên. Phía dưới là đủ rồi. Thì cái bánh caramel nó ngon thì cái vị nó hơi hơi đắng đắng, hơi hơi thì nó sẽ ngon. Nếu mà không đắng thì nó sẽ ngọt. Mình chuyển qua mình nấu sữa nha. 600 ml sữa. Đây là cái sữa tươi không đường. Mình khuyên không có làm cái sữa tươi có đường, bởi vì ở đây người ta không có bán sữa tươi có đường ạ. À. Một cốc là 250 ml. Thì mình khuyên cho khoảng 2,5 cốc là 600 ml cho vào trong nồi. Bây giờ mình sẽ mở lửa lên. Mình vẫn sử dụng cái nồi lúc nãy mình thắng màu nha, cho nó tiện mình khỏi mất công làm nhiều nồi nó dơ. Và mình cũng sử dụng luôn cái này để mình bỏ trứng vào, đỡ phải rửa. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 1/3 cốc đường. Như mình khuyên có nói là khoảng 60 đến 70 g đường. Dùng muỗng mình sẽ quậy cho tan đường. Và mình chỉ đun một chút xíu thôi thì lúc này đường nó tan hết rồi. Và bây giờ mình sẽ bỏ qua bên đây. Mình sẽ dùng 6 cái trứng nguyên, trứng size M. Mỗi cái trứng như vậy nó khoảng 56 đến 58 g ạ. Và để làm cái bánh flan cho đẹp, mình nên lựa trứng màu cam. Thật là khó để mình lựa cái trứng màu cam đúng không ạ? Do đó nếu mà mình hên thì mình sẽ gặp cái những cái trứng màu cam như mình khuyên, làm bánh sẽ đẹp hơn. Còn nếu không thì ra bánh flan nó sẽ màu vàng. Cho hết 6 cái vào nè. Mình sẽ dùng một cái nĩa đánh cho tan ra. Lưu ý là mình đánh nhẹ thôi, bởi vì mình muốn cho cái bánh flan của mình nó không bị bọt á. Thì thường thường cái bánh flan cũng có một số người làm thì ăn rất là tanh trứng. Do đó cho một gói đường vani vào, trực tiếp vào trong trứng nha. Mình làm như thế này nó sẽ khử cái mùi trứng á. Và đánh lên cho tan đều, không có đánh nhiều.
bởi vì đánh nhiều quá nó sẽ tạo bọt một chút, nó rỗ bánh. Tiếp theo mình sẽ cho cái sữa này vào trong trứng, mình khuyên cho vào. Mình nên nhớ là cái sữa ấm thôi, và trứng lạnh thì mình sẽ đổ cái ấm vào trong cái lạnh. Mình khuyên sẽ sử dụng một cái rây như thế này, và ở bên dưới mình có lót một cái miếng vải mỏng, ở Việt Nam mình gọi là cái muslin, để mình lược nha. Mình làm như thế này thì thứ nhất là nó sẽ không bị bọt, và thứ hai nữa là mình lọc được ra những cái lòng đỏ và lòng trắng, nó không có tan đều đó. Sau đó thì cái bánh nó mới không rỗ, nó mịn bánh. Đây, nó chảy xuống như thế này. Đây ạ. Mình khuyên sẽ cầm lên vậy cho nó dễ chảy nè. Đây, sau khi mình lọc xong thì nó vẫn còn những cái lòng trắng trứng như thế này nằm ở đây. Và mình đừng có tiếc, mình sẽ bỏ đi. Mình nhìn vô mình thấy nó không có bọt. Giả sử như mình nhìn mình thấy bọt thì mình sẽ vớt nó đi, hoặc là mình làm cho nó đỡ bọt cái bong bóng này đi. Khi này thì cái khuôn của mình nó đã nguội rồi ạ. Thì khi nó nguội thì cái đường caramel bây giờ nó giống như là tráng gương ở trong đây. Bây giờ mình sẽ chế vào trong cái khuôn. Và lưu ý mình sẽ chế vào trong cái thành khuôn, tránh cho cái này nó bị bọt. Bởi vì mình chế chính giữa, mình chế mạnh xuống thì nó bị bọt. Bị bọt thì nó sẽ rỗ bánh. Và nếu mà muốn làm thành công thì cứ mở video của Bình Khuyên lên và các bước cứ tiến hành làm giống như Bình Khuyên. Rồi, xong rồi. Khi mình chế xong, mình nhìn vào, mình thấy nó không có bọt. Nó không hoàn toàn không có bọt như thế này thì mới được. Giả sử mình thấy bọt, mình sẽ dùng muỗng mình đánh. Đánh ra như thế này, cho cái bọt nó bể đi. Nồi nước Bình Khuyên vừa nấu. Và bây giờ thì nhìn vào trong nồi, mình sẽ thấy nó như thế này. Nó sôi sủi tăm như vậy. Và mình hạ lửa nha. Mình không có để lửa lớn, bởi vì khi mà mình để lửa lớn, nó sôi lên là bánh bị rỗ ạ. Bây giờ Bình Khuyên sẽ cho cái khay này vào trong đây. Lưu ý là mình nhớ nước chỉ như thế này thôi nha. Bình Khuyên để rất là nhiều lần như thế này, bởi vì Bình Khuyên muốn anh chị em và các bạn làm thành công, không bị rỗ bánh, thì nước nó không có được sôi, nó chỉ sủi tăm và nó lên hơi nhẹ thôi. Một cái khăn sạch đậy lên như thế này. Mình làm như thế này để nước nó không có nhiễu trực tiếp vào trong bánh ạ. Nếu mình dùng bếp ga thì mình sẽ lấy cái khăn mình tấm lên trên nắp. Và bây giờ mình khuyên để ở đây nha. Sau 30 phút mình mở nắp ra. Đây, cái hơi nước nó thoát ra một chút xíu như vậy thôi. Và do mình đẩy cái khăn cho nên là cái hơi nước nó tụ ở trên cái nắp nồi và nó rớt xuống cái khăn ạ. Thì nó sẽ không có rớt vào trong cái bánh. 30 phút nữa nha. Bây giờ thì mình lấy ra nha. Và vẫn thử bằng cây tăm hoặc là cái cây xiên, thử bằng cách châm vào và rút lên, thấy nó không còn dính sữa nữa ạ. Bây giờ thì nó đã chín rồi. Mình sẽ tắt lửa, đậy nắp thêm ở đây và để thêm khoảng 5 phút nữa thì mình lấy ra. Sau khi bánh flan chín, mình khuyên đậy lại 5 phút và bây giờ lấy ra. Nó vẫn mềm mềm như thế này ạ. Mình đừng có để nó chín quá. Mình sẽ dùng một cái giấy ni lông mình đậy lên trên mặt như thế này. Và mình sẽ chờ nguội nha. Mình sẽ cho vào trong tủ lạnh, bởi vì đây là cái món ăn nguội, ăn lạnh ạ. Sau khi mình để lạnh được 4 đến 6 tiếng thì bây giờ mình khuyên lấy ra. Và nếu như mà mình có cái khuôn khác thì mình làm bánh nó sẽ dễ lấy hơn là khuôn này. Để cái dĩa này lên nè, để cho bánh không bị bể. Và mình lật nhanh xuống, ụp ngược trở lại ạ. Mở ra. Đấy, đẹp chưa? Đây. Đẹp chưa? Flan caramel đã xong rồi. Không có bị rỗ bánh và rất ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cắt ra nè. Cái này nếu mà mình có cái khuôn nhỏ thì mình sẽ làm cái bánh này nó dễ hơn là cái khuôn lớn. Cái khuôn lớn thì thường là khi mình ấp xuống nó hơi khó một chút xíu. Đây ạ. Mình nhìn mình thấy bánh rất là mịn đúng không ạ? Mình khuyên để qua
để nhìn thấy rất rõ nè. Đây, bánh caramel của mình nè, đẹp chưa, mịn chưa? Và bây giờ thì nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy thích bánh này thì mình có thể vào bếp và làm để mình đẩy khách nè, tự tin luôn đẩy khách và flan hấp bất bại của mình Khuyên. Mình Khuyên xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới nha. Rất là mịn và ngon luôn ạ.